thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cùng với sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, các tổ nhân dân tự quản ở các khu dân cư ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả, đã đóng vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, và động viên nhân dân chủ động, chung tay, góp sức, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phường An Tường, thành phố Tuyên Quang là một trong những địa phương điển hình trong thực hiện tiêu chí môi trường gắn với phong trào Tuyên Quang chung tay phân loại rác thải và chống rác thải nhựa. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, vấn đề phân loại rác thải và ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên. Đặc biệt với sự hoạt động hiệu quả của các tổ nhân dân tự quản, phong trào này đã được duy trì thành nền nếp tại các khu dân cư. Trong hơn một năm qua, phường An Tường đã thành lập và nhân rộng được 19 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa, với 85 nhóm và trên 247 thành viên. Các thành viên trong tổ nhóm tự quản bao gồm trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Hộ dân tiêu biểu của tổ dân phố làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân ở khu dân cư tham gia phân loại rác thải ngay tại gia đình, khuyến khích việc xây bể xử lý rác thải hữu cơ, góp phần hạn chế rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 100% các tổ tự quản đã xây dựng quy chế, phân công các thành viên của tổ tự quản phụ trách các nhóm hộ gia đình, phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền, tài liệu hướng dẫn về phân loại rác thải và chống rác thải nhựa. Tổ chức ký cam kết thi đua hưởng ứng phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Hộ gia đình chúng tôi sau khi được hướng dẫn và được tuyên truyền về vấn đề xử lý rác thải rắn, rác thải nhựa, thì chúng tôi, gia đình tôi đã thực hiện theo đúng cái hướng dẫn. Tôi thấy cái đó là đúng, còn bảo vệ môi trường là xanh sạch đẹp. Sau khi mà chúng tôi đã xin ý kiến chi bộ xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế và tuyên truyền bằng tờ rơi thông qua các tổ chức hội đến với lại người dân, thì chúng tôi lấy cái vai trò là các đồng chí đảng viên, lấy vai trò là các đồng chí cán bộ công chức viên chức đang thực hiện nhiệm vụ, thì tuyên truyền ngay tại gia đình và tuyên truyền ngay tại cộng đồng. Kết quả hiện nay là 100% khu dân cư là chúng tôi thấy là đảm bảo sạch sẽ ở môi trường, ở từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Hiện nay ở nhiều tuyến phố của phường An Tường có thể dễ dàng bắt gặp trước cửa mỗi gia đình đều có hai xô đựng rác như thế này. Rác được người dân phân loại, bỏ riêng rác thải hữu cơ và vô cơ, vừa tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xử lý rác thải, vừa hạn chế được tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường. Cùng với đó, việc vệ sinh hàng tuần, hàng tháng được duy trì tại các khu dân cư đã góp phần xây dựng môi trường đô thị trên địa bàn phường xanh, sạch, đẹp. Tổ nhóm tự quản tại các khu dân cư kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp bằng cái tờ rơi, hướng dẫn về cái việc phân loại rác thải và cũng như là cái kỹ thuật để ủ rác. Cái tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ tự quản đến được với hộ gia đình, thành quả qua một năm đó là cái ý thức và cái thói quen của các hộ gia đình đã dần dần thay đổi rất là nhiều. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó nhất bởi nó liên quan đến ý thức, thói quen của đông đảo người dân trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn này đã dần được tháo gỡ khi Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện phong trào về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các tổ nhân dân tự quản ra đời, hoạt động theo hình thức tự nguyện. Các tổ nhóm tự quản tự xác định các vấn đề cần giải quyết ngay chính ở khu dân cư, sau đó cùng bàn bạc, đưa ra kế hoạch và cam kết thực hiện. Công tác tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, liên tục nên đã tạo ra sự thay đổi, chuyển biến và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Đến với các vùng quê nông thôn hiện nay,
hầu hết các tuyến đường bê tông, đường làng, ngõ xóm đều sạch đẹp. Các tuyến đường hoa được chăm sóc thường xuyên đã tạo nên sức sống cho các khu dân cư. Có được kết quả này bởi hàng tuần, hàng tháng, tại tất cả các thôn, xóm, người dân đều đồng loạt vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc hoa hai bên đường. Với hơn 2.260 tổ nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động tích cực tại các xã trên địa bàn tỉnh, các vấn đề như vứt rác thải bừa bãi, xử lý rác thải ra môi trường nông thôn đã được hạn chế và giải quyết, góp phần giúp các xã xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện để xây dựng được các cái tổ tự quản, rồi các cái nhóm tự quản ở các thôn. Dưới các tổ tự quản thì có các cái nhóm tự quản, người ta tự bảo vệ cái môi trường ở cái nơi người ta sinh sống. Cho nên là từ cái đó thì nó đã làm được thay đổi cái nếp sống của nhân dân, là cái rác thải đã được thu gom, xử lý, không xả ra môi trường. Cùng với các tổ nhân dân tự quản về công tác bảo vệ môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.760 mô hình tự quản tại các khu dân cư về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến học. Với nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó phát huy tính tự chủ, tự quản của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua cái hoạt động mô hình tự quản thì những cái chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước được triển khai thực hiện ở dưới khu dân cư. Nó phát huy được cái dân chủ, nó tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân từ nhận thức đến hành động trong xây dựng thôn mới. Người dân ở khu dân cư người ta thiếu cái gì, nhu cầu nguyện vọng người ta là cần phải có những cái nội dung công việc gì cần được đáp ứng, thì ở tại đó là thành lập những cái mô hình tự quản theo cái nhu cầu, cái nguyện vọng và cái nhiệm vụ cụ thể ở tại từng địa bàn. Để các tổ nhân dân tự quản đi vào hoạt động có nền nếp, Ban công tác mặt trận ở cơ sở luôn phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể để lựa chọn nội dung xây dựng mô hình tự quản trên địa bàn khu dân cư. Trọng tâm là xác định những công việc cụ thể, biện pháp cần phải thực hiện để nhân dân thảo luận, cam kết, triển khai thực hiện. Mặc dù không có phụ cấp, nhưng các tổ trưởng, tổ phó ở nhiều nơi đã hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, quy tụ được các thành viên trong tổ, duy trì tốt các hoạt động. Đội ngũ này đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các tổ nhóm tự quản họp thống nhất triển khai kế hoạch của xã, phân công các thành viên trong tổ nhóm tự quản phụ trách các hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Phải nắm chắc được cái chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước về cái công tác phong trào thì mình sẽ tuyên truyền đến mọi người dân về cái nội dung nào mà áp dụng với địa phương mình để cho nó hiệu quả cao nhất. Tuyên truyền đến các tổ chức chính trị xã hội như thể hội nông dân, hội phụ nữ, sau đó lại phải tuyên truyền đến các hộ gia đình. Nếu như hộ gia đình nào chưa nắm rõ thì phải tuyên truyền đến hộ gia đình. Phát huy vai trò tổ tự quản trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã xây dựng được 41 mô hình tổ tự quản ở 22 khu dân cư. Thực hiện tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế, xóa nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, hiến đất, đóng góp làm đường bê tông và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đây là tuyến đường bê tông dài gần 600 mét của thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa, vừa mới được hoàn thành vào cuối tháng 6. Để làm được con đường này, tổ nhân dân tự quản trong thôn đã vận động được nhiều hộ dân hiến đất, phá bỏ tường rào, đóng góp mỗi khẩu 1,3 triệu đồng để làm đường. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nên đã tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân. Xã triển khai về là cứ hễ mà phải đủ diện tích ấy, thì là mặt bằng thì người ta sẽ cho xi. Khi đó ở bên thôn các bác cũng bảo vậy thì bây giờ thì khi họp để bàn làm con đường này thì dân nhất trí, mọi người nhất trí là vào đất nhà ai thì gia đình ấy tự nguyện hiến đất chứ không có bồi thường gì cả. Thì làm con đường thì bây giờ cũng xong, đi vào sử dụng rồi. Mà chúng tôi thấy rất là tuyệt vời. Ban công tác mặt trận của
của thôn thì cũng vào cuộc. Thứ nhất là vận động nhân dân chấp hành cái chủ trương là bê tông hóa đường nông thôn. Thứ nhất là về cái vận động nhân dân, thứ nhất là cái khu vực nào mà cái mặt bằng nó chưa đảm bảo cái mặt bằng thì là vận động nhân dân tự hiến đất hoặc là tường rào thì bà con là cũng tự bà con là cũng dỡ tường rào để cho nó đảm bảo mặt bằng. Trong 3 ngày thì bà con đã mang tới nộp đủ theo quy định, con đường đã hoàn thành. Đến bây giờ thì đường nó khang trang, bà con cũng rất phấn khởi, có con đường đẹp, sạch, đi lại giao thông thuận lợi. Thứ nhất là về giao lưu hàng hóa và các trẻ đi học rất là thuận tiện. Các thành viên của tổ tự quản đã phối hợp với ban công an xã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn. Hoạt động của các tổ tự quản đã góp phần phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ việc vi phạm hành chính, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phản ánh đến cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Đồng thời phối hợp ngành chức năng tham gia hòa giải, không để xảy ra những vụ việc phức tạp kéo dài. Đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, vai trò của tổ tự quản nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả. Nay đối với các tổ an tự quản an ninh trật tự ấy thì cũng đã góp phần rất lớn vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, như là các cái thông tin liên quan đến công dân đi và về, nhất là hiện nay đang ở trong cái vùng dịch ấy thì đi về thì các tổ tự quản đã nhắc nhở bà con này, thứ nhất đeo khẩu trang, thứ hai là đi về là phải khai báo y tế, giữ gìn khoảng cách và không tập trung đông người. Còn về tình hình an ninh trật tự ấy thì là thường xuyên là đi tuần tra kiểm soát, không để xảy ra cái hiện tượng là trộm cắp hay là các tệ nạn xã hội xảy ra ở trên địa bàn các thôn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh những năm qua, sức dân đã được phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt với sự phát triển của các tổ tự quản hiện nay ở các khu dân cư, vị trí chủ thể của người dân ngày càng được khẳng định. Trên tinh thần tự nguyện, tự giác, các tổ tự quản đã phát huy vai trò cầu nối giữa ý đảng, lòng dân. Các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong thời gian tới thì một trong những cái giải pháp để tiếp tục xây dựng thôn mới thì đó là cái hoạt động của mô hình tự quản, nâng cao được cái chất lượng hoạt động. Thứ hai nữa là đề nghị nhà nước có hỗ trợ thêm về những cái điều kiện phương tiện hoạt động. Từ hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ nhân dân tự quản, có thể thấy hiệu ứng tích cực của mô hình này là khơi dậy và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức tự chủ, tự quản nơi cộng đồng khu dân cư, giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời triển khai, nắm bắt, giải quyết kiến nghị, đề xuất của dân, góp phần tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố thêm niềm tin giữa nhân dân với đảng, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Và các tổ tự quản nhân dân này cũng sẽ là những lực lượng nòng cốt trong xây dựng, giữ gìn và phát triển nông thôn mới một cách bền vững trong tương lai.